Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại quay mộc cho các bác xem và có nhu cầu sưu tầm những cây mộc khủng thì liên hệ trực tiếp cho em. Và đây thì có rất là nhiều loại từ to đến nhỏ, vành từ 8, 9, 10 đổ lên cho đến vành 40, 45. Đó. À, như các bác đã nhìn thấy ở trước màn hình đây thì rất là nhiều luôn. Và có rất là nhiều anh chị em live livestream TikTok, Facebook vân vân và vân vân. Đó. Và các bác mà thích sưu tầm, mua biếu xén tặng thì liên hệ trực tiếp để em quay chi tiết cho các bác, các anh em rất là nhiều luôn. Đó. Cực kỳ nhiều. Nhiều vô kế luôn. Mộc ta hoa vàng, mùi hương thơm đặc trưng, rất to rất khủng luôn. Đó. Hoa thơm rất là đẹp luôn. Đó, vành rất là to. Những cây này thì nó vào có vành khoảng 35, phát thân khoảng 1m đến 1m3, 1m4. Rêu mốc. Đó các bác nhìn. Rất đẹp luôn. Đấy, rêu mốc. Rất khủng luôn. Đấy các bác biết không? Rất khủng luôn. Có rất là nhiều cây. Đó, rất to luôn. Những cái loại này thì nó khá là nhiều tiền. Vài chục triệu một cây. Vài chục triệu một cây. Đấy. Và rất là nhiều cây luôn. Đấy, còn những cái loại mà vừa tiền thì đây các bác nhé. Đấy, những loại này thì nó chỉ có trên 1 triệu một cây thôi. Đấy, trên 1 triệu một cây. Phát toàn là 5, 7, 8, 10. Đẹp. Đó, hoa rất là thơm, mùi thơm đặc trưng của mộc. Đấy, có rất là nhiều luôn. Đấy, số lượng không giới hạn. Như những cây này là đánh dấu này là bán rồi các bác nhé. Đấy, những cây này đánh dấu là bán rồi. Đấy, cứ những cây nào mà dán băng dính là bán rồi. Đấy, những cây này nhá. Rất nhiều luôn. Đấy. Và đây là những cây khủng bố, rất là to luôn. Hoa rất là sai luôn. Đấy. Rêu mốc rất là xanh và những cây này cực kỳ to. Những cây này có giá từ dao động từ 2 đến 40 triệu và đến 60 triệu cũng có. Đấy các bác nhìn này. Đó, rất to luôn. Rất nhiều. Đa dạng và phong phú luôn. Đó. Để em quay một vòng cho các bác xem. Rất to luôn nhé. Đấy, tán tay rất to, rêu mốc. Rất to luôn. Đấy, cây này thì nó rất là vừa tiền, chỉ có từ 10 triệu đổ lên thôi. Đấy, những cây này nó vành khoảng 25. Đấy, bác nào mà thích thì liên hệ trực tiếp cho em. Đó. Rất nhiều luôn. Đấy, những cây này thì đã bán rồi các bác này. Đánh dấu này là đã bán rồi này. Cây này thì chốt đóng 4 cành, rất là to. Cây này vành khoảng 45. Cây này thì chốt 4, rất là đẹp. Tán rất là to luôn, cao khoảng 4m. Đó. Rất nhiều luôn.
Cái này cũng vanh khoảng 45 này. Đấy. Rất to luôn. Cái này thì vanh khoảng 35 rêu mốc. Chốt thì đón một 6 cành luôn. Rất da dặn. Đấy. Rêu này. Đấy, mọi chi tiết thì các bác có nhu cầu được sưu tầm. Thích sở hữu một cây trồng ở trước cửa nhà để được ngắm hoa, rồi là cũng nhiều cái mùi hương mọc rất là đặc trưng, rất là thơm. Mà cái hoa mọc là chơi nửa năm luôn các bác nhé, ngắm quanh năm và mùi hương thơm ngào ngạt luôn, không có điểm chờ luôn. Đấy, thì các bác liên hệ trực tiếp cho em để em sẽ báo thông số, chụp ảnh từng cây gửi cho các bác. Đó, và video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tất cả các bác.